tăng thưởng giải sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam lên đến 80 triệu đồng. Ngày 21 tháng 3 năm 2018, Bộ Tài chính ban hành thông tư 27/2018 thông tư Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ, sáng tạo kỹ thuật và sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng. Theo đó, quy định này thay đổi hoàn toàn mức chi thưởng cho các hoạt động sáng tạo khoa học kỹ thuật, sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, cụ thể như sau. Đối với giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, giải nhất 80 triệu đồng một giải, giải nhì 60 triệu đồng một giải, giải ba 40 triệu đồng một giải, giải khuyến khích 20 triệu đồng một giải. Đối với hội thi sáng tạo kỹ thuật, mức thưởng của hội thi toàn quốc quy định như sau. Đối với hội thi tại các bộ, cơ quan trung ương và cơ quan địa phương, mức thưởng tối đa bằng 80% quy định này. Giải nhất 50 triệu đồng một giải, giải nhì 40 triệu đồng một giải, giải ba 30 triệu đồng một giải, giải khuyến khích 10 triệu đồng một giải. Thông tư 27/2018, thông tư Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 4 tháng 5 năm 2018. Hỗ trợ đến 15 tỷ đồng một dự án đầu tư cơ sở chế biến nông sản. Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 57 năm 2018 về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, doanh nghiệp có dự án đầu tư cơ sở chế biến nông sản được ngân sách nhà nước hỗ trợ 60% kinh phí đầu tư nhưng không quá 15 tỷ đồng một dự án. Số tiền này được dùng để xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý rác thải, giao thông, điện, nước, nhà xưởng và mua thiết bị trong hàng rào dự án. Các dự án đầu tư chế biến nông sản phải đảm bảo các điều kiện giá trị sản phẩm sau chế biến tăng ít nhất 1,5 lần so với giá trị nguyên liệu thô ban đầu. Trường hợp khi sản xuất nông sản chế biến được công nhận là sản phẩm chủ lực quốc gia, thì dự án đầu tư cơ sở chế biến nông sản được hỗ trợ bổ sung 3 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng. Doanh nghiệp hình thành theo Điều 6 Nghị định 118 năm 2014 có xây dựng nhà máy chế biến nông sản được hỗ trợ 50 triệu đồng một hectare nhưng không quá 5 tỷ đồng một dự án để bổ sung cơ sở hạ tầng cho dùng nguyên liệu. Nghị định 57 năm 2018 có hiệu lực từ ngày 17 tháng 4 năm 2018 và thay thế Nghị định 210 năm 2013 ngày 19 tháng 12 năm 2013.